Những ngày cuối năm 2016, miền Trung vẫn chìm trong nước lũ là điều hiếm có trong nhiều năm trở lại đây. Diễn biến thiên tai quá bất ngờ khiến nhiều địa phương không kịp trở tay. Từ Bình Định, Phú Yên cho đến Khánh Hòa, Bình Thuận, nước ngập trắng các bản làng, khu dân cư ven sông. Ít ai nghĩ rằng sau đại hạn, vùng đất này lại có thể mưa lớn đến vậy, gây ra thiệt hại nặng nề đến như vậy. 26 gia đình đã mãi mãi mất đi người thân. Thiệt hại về tài sản của cả vùng lên đến hơn 600 tỷ đồng. Những kinh nghiệm về thời tiết, về mưa lụt giờ đây cũng đã không còn đúng nữa trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang từng ngày, từng giờ trở thành một thách thức lớn với người dân nơi đây. Ông tha chứ bà chẳng tha, trời hành cơn lụt 23 tháng 10. Không riêng gì Quảng Nam, miền Trung xưa cứ qua 23 tháng 10 âm là thoát lụt. Lụt nếu có thì 23 tháng 10 cũng là cơn cuối, bởi đó cũng là thời gian đánh dấu một vụ mùa mới mẻ trên các cánh đồng nơi đây. Vậy mà giờ đây đã là cuối tháng 11 âm mà miền Trung vẫn cứ ngập. Lũ về quá bất ngờ khiến người dân trở tay không kịp. Không chỉ mùa màng thất thu, hoa màu bị vùi lấp, mà đã có đến 26 người thiệt mạng. Đợt mưa lũ kéo dài hơn trung bình lại có nhiều đỉnh lũ xuất hiện, đã khiến các tỉnh Nam Trung Bộ, giải đất vốn là nơi có khí hậu hiền hòa nhất ở miền Trung, không tránh khỏi thiệt hại nặng nề. Kinh nghiệm ứng phó mưa lũ từ thời cha ông cũng không còn phù hợp trước bối cảnh thiên tai thay đổi ngày càng khắc thường và khắc nghiệt hơn. Năm nay, những tưởng mưa lũ đã kết thúc sau ngày 23 tháng 10 âm lịch. Nhưng đến tháng 12 mà lũ vẫn xuất hiện, khiến người dân hết sức lo lắng. Không chỉ là một đợt mà còn những hai đợt liên tiếp. Đây là hiện tượng hiếm có trong 10 năm qua. Mùa lũ cũng được người dân căn cứ vào mốc 23 tháng 10 âm lịch để dựa vào đó tính toán mùa vụ mới. Thì nay, người nông dân đã phải chịu thiệt hại nặng nề vì lũ đột ngột quay lại. Từ đầu tháng 9 năm 2016 đến nay, hộ gia đình ông Nguyễn Hàn ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Hải Ninh đã bỏ ra gần 20 triệu đồng đầu tư cho giàn nho với hy vọng thu hoạch cho mùa vụ Tết. Thế nhưng, mưa lũ khiến ông điêu đứng vì cả hai sào nho đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch đã bị úng gốc và chết vì ngập nước mưa. Ông phải chặt bỏ cả gốc, chờ nước rút mới trồng lại giàn nho mới. Bao nhiêu hy vọng vào mùa nho dịp Tết giờ đã trôi theo nước lũ. Đối với thời tiết như hiện nay thì chắc chắn là Tết năm nay là cái đồng nho than này là không có nho bán. Gặp rất là nhiều khó khăn trong cái đời sống của bà con nhân dân trong dịp Tết nguyên đáng này. Cũng như ông Hàn, hàng trăm hộ nông dân trồng nho tại thôn Thái An như thất thần vì mưa bão. Để giúp người dân trong cảnh ngặt nghèo, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải tổ chức rà soát, ghi nhận những diện tích bị thiệt hại nặng nề để kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân huyện hỗ trợ kịp thời cho nông dân đang gặp khó khăn. Đối với một số cái diện tích mà bị thiệt hại đó, thì về cái hướng đến thì Ủy ban cũng đã có cái văn bản kiến nghị đối với Ủy ban Nhân dân huyện thì nên xem xét và có cái hỗ trợ để tái sản xuất sau hạn và cũng như là sau cái thiên tai bão lũ. Để mà nhân dân có cái điều kiện để mà khôi phục lại các cái loại giống cây có giá trị kinh tế cao của địa phương. Còn tại hai xã Nhân Hải và Thanh Hải thuộc huyện Ninh Hải, hầu hết nông dân trồng hành tím, tỏi để bán vào dịp Tết Nguyên đán 2017 cũng đang phải cam chịu cảnh thua lỗ nặng nề. Bán được nữa, nó chê, thúi, thì lại không có đạt cũ nè. Bây giờ ta mua cũ nó tốt, nó to. Hàng chục hecta muối của diêm dân xã Nhân Hải cũng tan hoang vì lũ. Diêm dân phải dùng máy bơm hút nước để giữ cho bờ và chân ruộng không bị sạt lở. Nước ngập cục bộ trong cái khu sản xuất của bà con thì đến nay thì thiệt hại về cái hành khoảng 60 ha của bà con. Cái thứ hai nữa là về cái thiệt hại tỏi, đến nay thiệt hại cũng khoảng 3 ha. Và cái thiệt hại nó là còn gần có 22 hoa màu khác như ớt, rồi
ngò và những hoa hoa màu khác. Còn riêng về nho, riêng về nho thì hiện bây giờ nho là theo thống kê của cán bộ kinh tế là hiện bây giờ là thiệt hại của bà con là có 12 nho, quả nho là trái, trái để cho sản xuất. Mưa kéo dài quá cho nên là các cái nho trên da là hư, có 12. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải, toàn huyện đã có trên 290 hectare cây trồng các loại bị hư hại hoàn toàn. Riêng tại xã Vĩnh Hải, thủ phủ của cây nho Ninh Thuận, đã có 180 hectare đang trong thời kỳ thu hoạch và đơm bông cho vụ nho Tết Nguyên đán 2017 bị hư hại nặng nề. Người dân Ninh Thuận chưa kịp ổn định sau 3 năm gánh chịu cảnh thiếu nước, thiếu lương thực do hạn hán kéo dài. Giờ đây lại tiếp tục bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, hầu hết các tuyến đường chính đều bị ngập sâu từ 0,5 đến gần 1 mét, làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây ách tắc giao thông cục bộ. Nhiều diện tích hoa màu, lúa đông xuân gieo xạ sớm cũng bị ngập úng, có nguy cơ mất trắng, đặc biệt là các làng trồng hoa Tết truyền thống. Mưa rồi xe hồ đó, xe mấy hồ xuống đi, nó mưa ngập cỡ đi chứ còn... Nếu mà xé mà từ từ thì dòng sông thì cũng có hoa cũng có hư. Này bây giờ đi xé hồ quá nặng. Tôi trồng thì 2 sao. Mà giờ cũng ngập đó hết rồi đó. Một sao rêu với một sao hoa. Với nhà nông, trâu bò là đầu cơ nghiệp, nhưng cơ nghiệp ấy cũng bị lũ cuốn trôi tất cả. Cồn đất nằm giữa sông Ba thuộc địa phận xã Hòa An, huyện Phú Hòa, nhiều năm nay được tận dụng để chăn nuôi bò. Khi nước lũ rút dần, nhiều người thất thần khi nhìn thấy sản nghiệp của mình bỗng chốc tiêu tan. Những con bò đáng giá 30 đến 40 triệu đồng nay đã không qua khỏi cơn lũ dữ. Bốn con mà chết hết, ba còn con khổ mà nhấm nhậm con nhiều đấy. Bây giờ có với nhà nước cố kiểu như giúp với bà con rồi, của hại nhiều quá, nhiều đổ xong đều gặp giấc sao. Hộ nhà ông Lê Văn Hưởng bị thiệt hại nặng nhất. 10 con bò là số tiền mà cả đời ông dành dụm tích cóp đã bị lũ cuốn trôi. Trong những ngày tới, gia đình ông cũng không biết phải bám víu vào đâu. Bây giờ là cũng như làm nuôi con mấy năm xong rồi là còn nhiều việc bị sôi hết, tài sản bị sôi hết, bây giờ thì chết đi. Bây giờ nói thiệt với cảm ơn chính quyền cho mà con cái thôi giờ thì thôi chắc cũng làm này nọ. Giờ gì thì dù lỡ nó có chuyện gì nữa cũng không có tiền trả thôi giờ. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, ngoài 7 người thiệt mạng, thì thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra là rất lớn, ước tính khoảng 247 tỷ đồng. Sau lũ không chỉ là đói ăn mà còn là dịch bệnh khi môi trường đã bị ô nhiễm. Trong công tác khắc phục hậu quả thì trước hết là chúng tôi đang lo về bảo toàn về tính mạng người dân trước. Thứ hai là vấn đề là dịch tễ đối với người dân, đặc biệt là về nước sinh hoạt để người dân đảm bảo rằng là sau khi lũ lụt tan thì nước sinh hoạt vẫn đảm bảo tránh dịch bệnh xảy ra, đảm bảo thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết để người dân sống và cũng như là rồi sau đó là chỉ đạo vấn đề khôi phục về các hệ thống mạng lưới điện, viễn thông hay cái vấn đề mà khôi phục sản xuất kịp thời. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên suốt từ đầu tháng 12, tỉnh Bình Định có mưa lớn. Mực nước lũ trên các sông dâng cao đến báo động 3 và duy trì trong nhiều ngày đã gây ngập úng trên diện rộng. Khổ nhất là các hộ gia đình trên sông Vệ, lâu hạ sông Côn đã không kịp chuẩn bị đối phó gì với đợt lũ muộn này. Hậu quả là tài sản bị cuốn trôi, hàng trăm hecta trồng mai cảnh của thủ phủ trồng mai nổi tiếng Nhân An đã bị ngập nước lũ, gây thiệt hại rất lớn. Vườn mai của tôi là làm trên 1.000 gốc nhưng mà ngàn cây nhưng mà giờ là lũ vào là coi như không đỡ kịp tốt được, là giờ là nước ngập vào là rụng rã hết, là coi như giờ không biết làm sao mà đỡ có tốt sưng đồ, đỡ có mai chơi. Đối diện với nguy cơ trắng tay vì mai nở không đúng dịp Tết, người dân ở đây đang nỗ lực tìm mọi cách đưa mai lên khu vực cao hơn để tránh lũ. Mai của tôi thì cũng được 200 cây, nhưng mà mưa lũ lụt và vô ngập. Thành nên thơ mướn nhân công chuyển lên bờ đó,
cho nó khỏi rụng lá. Theo các chủ vườn mai, nếu mai chậu bị ngập nước lũ lâu ngày, khi nắng lên sẽ bị rụng lá và bung bông sớm. Mai nở sớm, không đúng dịp Tết, coi như bà con mất trắng công sức, tiền của chăm mai trong cả một năm trời. Những đợt mưa liên tiếp từ ngày 1 tháng 12, cứ đợt sau lại lớn hơn đợt trước, khiến nước lũ trên các sông dâng cao. Gần 65.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó gần 4.500 hộ phải sơ tán. 90 xã, phường tại các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn bị cô lập hoàn toàn. Lũ muộn bất thường, người dân còn chủ quan nên thiệt hại tại Bình Định là rất nặng khi có đến 14 người chết. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương này, đây là con số thiệt hại lớn nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Không chỉ ở Bình Định, người dân Quảng Nam cũng hết sức lo lắng khi lũ năm nay lại xuất hiện muộn đến vậy. Mưa lũ đã làm cho hàng ngàn hecta rau màu tại vùng rốn lũ, huyện Đại Lộc bị ngập úng. Đặc biệt, cánh đồng rau bầu tròn thuộc xã Đại An vừa được bà con trồng xuống chưa đến kỳ thu hoạch đã bị nước từ hồ chứa nước thủy điện trên thượng nguồn đổ về gây ngập úng. Những đám ruộng trồng đu đủ, ớt, khổ qua, đậu cô ve, bí đao bị bùn non vùi lấp, gây thất bát, khó khăn cho bà con nông dân. Lo tranh thủ lồm sớm cho kịp Tết mà coi như trừ lồm ria là coi như hư hở quá nhiều. Trời đó bà con cũng khổ, đầu tư giống lùng lợi rồi có đốn phải lầm là trâu cà rồi, tốn tiền nhiều lắm. Tôi dò rồi hơi vậy chầm mà lồm đây đây cái rùa, hủa bỏ rồi biết bao nhiêu mà trời thu hết trơn đây rồi trời lồm đây. Mà không biết thủy điện xóa chi mà xóa. Xóa từ từ chứ mà xóa nhanh quá thì để dầu lại xóa một lần đi dân tôi chịu không nổi thôi. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc, mưa lũ trong đợt vừa qua đã gây hư hại hoa màu trên địa bàn toàn huyện với tổng thiệt hại lên tới hơn 12 tỷ đồng. Sở dĩ cây rau màu bị thiệt hại nặng là do, theo kinh nghiệm, sau ngày 23 tháng 10 âm lịch hàng năm không còn lũ lớn, nên bà con nông dân ở các vùng chuyên canh rau màu thường xuống giống để chuẩn bị cung ứng cho thị trường trong dịp Tết cổ truyền. Nhân dân là hãy khắc phục những cái gì còn có thể khắc phục được thì khắc phục. Những cái gì mà trồng tỉa mà đã hư hỏng thì cố gắng gieo trồng trở lại bằng các loại rau, hoa quả ngắn ngày để có phần thu nhập phần nào đối với nhân dân từ nay đến Tết. Với điều kiện có thể được, đề nghị các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ một phần nào cho người sản xuất để người dân an tâm hơn trong cái đầu tư tiếp theo. Để nói về sự thay đổi chóng mặt của thời tiết, thiên tai, có lẽ không ai thấu hiểu hơn người dân ở Quảng Nam. Đây là hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược vào tháng 12 năm 1915 và tháng 12 năm 1916. Một bên sông Trà Khúc cạn kiệt, một bên nước lũ chảy dữ dội vượt mức báo động 3. Dòng chảy trong cùng một giai đoạn cho thấy một bên từ cao đến thấp nhưng chỉ ở mức vài chục cm nước, một bên lên cao dần và đạt đỉnh hơn 5 mét nước. Một bên là trời nắng gắt với nhiệt độ trên 30 độ C và một bên là trời mưa tầm tã kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Tất nhiên, thiên tai, lũ lụt bao giờ cũng khốc liệt và gây thiệt hại hơn rất nhiều so với hạn hán. Vào thời điểm lẽ ra mưa lũ phải kết thúc thì người dân nơi đây phải đối mặt với một đợt mưa lũ kéo dài trong suốt 10 ngày nên trở tay không kịp. 10 người chết và hàng nghìn ngôi nhà chịu cảnh ngập úng. Người dân lại phải tất bật chạy lũ trong những tháng cuối năm, một hình ảnh hiếm gặp ở địa phương này. Là mọi năm là ít, mà năm nay đó là lần như là lần thứ hai. Nhưng mà lần như là có vẻ cao hơn lần trước. Ví dụ như đời sống của bà con là như rau rác họ làm là coi như bị nước lụt như là coi như ngập hết. Cho nên là trừ là đời sống họ cũng khó khăn. Ngày gần đây là hàng tăng gấp 3, gấp 4 lần mọi ngày cho nên là cũng khó buôn, khó bán. Do nước sông Trà Khúc lên nhanh đã gây ngập lớn ở một số nơi, gây chia cắt các tuyến đường, liên thôn, liên xã.
chính quyền địa phương phải tổ chức lực lượng chốt chặt tại một số điểm ngập sâu và hỗ trợ người dân sơ tán khỏi những vùng ngập lụt. Các địa phương triển khai các phương án di dời tại chỗ đối với những cái hộ mà nhà nó quá thấp và không đảm bảo an toàn, mà lưu ý là người tàn tật, người già, người bệnh, trẻ em, phụ nữ có thai, vân vân, để di dời là theo phương án tại chỗ, tức là qua các cái nhà cao tầng. Cái vấn đề thứ hai là nghiêm cấm cái việc đi lại trong lũ đối với một số cái tuyến đường mà nó bị ngập sâu. Lũ lên nhanh nên khiến nhiều hồ chứa ở Quảng Ngãi phải xả nước khẩn cấp, mà lẽ ra đây phải là giai đoạn tích nước cho mùa khô năm 2017. Hàng chục triệu mét khối nước được ba hồ lớn là Núi Ngang, Liệt Sơn, Diên Trường xả về hạ du. Điều này cho thấy đợt lũ muộn là rất lớn và khó lường. Qua được tình hình mà báo của các chính quyền địa phương hay tin xả lũ, sắp tới là mưa lớn và xả lũ mạnh hơn nữa, thì tổ hợp tác là và nhân viên có cái lòng bè ở đây thì triển khai khắc phục và sửa chữa kiên cố nhiều hơn và lo bón sức những lòng có lớn, và những lòng có nhỏ chưa được sức thì phải làm thêm lòng và dàn neo kỹ lại hơn. Cứ ngỡ sau 23 tháng 10 âm lịch là người dân sẽ được sống yên lành, không lo sợ chuyện lụt nữa. Thế nhưng, trận lụt vừa qua đã phá vỡ những quy luật trước đó. Người dân ở nhiều địa phương miền Trung đã phải trả giá không hề rẻ cho sự chủ quan của mình. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đợt lũ muộn tháng 12 năm 2016 khiến 26 người chết, 17 người bị thương. Nhiều trường hợp tử vong do coi thường các đợt lũ muộn, thường không lớn nên đi qua các ngầm tràn thì bị lũ cuốn trôi. Đây là con đường dẫn vào khu dân cư Mỹ Hòa thuộc phường Đập Đá, xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Nước chảy xiết qua khu vực đường bê tông khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Việc qua những khu vực nước ngập tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm vì nước chảy xiết. Nhưng người dân ở đây dường như vẫn rất chủ quan, bởi ai cũng nghĩ rằng con đường đã quá quen thuộc đối với họ. Còn đây là những hình ảnh được ghi lại tại dọc ven sông Trà Khúc, sông Vệ. Nhiều người dân dùng xào tre dài đứng sát bờ sông để kéo những thân cây mục, khối gỗ lớn trôi trên sông vào bờ. Mặc dù nước ở các khu vực này chảy xiết, tràn bờ nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn thản nhiên vớt củi. Khối lượng lớn củi, gỗ vớt được tập kết trên bờ. Việc vớt củi giữa dòng nước lũ là rất nguy hiểm, thực tế cũng đã có trường hợp gặp tai nạn thương tâm. Theo thông tin từ các chuyên gia khí tượng thủy văn, hệ quả của quá trình chuyển pha từ El Nino sang La Nina khiến mùa mưa lũ năm nay kết thúc muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt không khí lạnh gió mùa Đông Bắc cũng có cường độ mạnh hơn nên mưa ở miền Trung diễn ra với tần suất cao hơn. Nghiên cứu của các chuyên gia thời tiết cũng khẳng định sau mỗi đợt El Nino kỷ lục sẽ là những ngày tháng mưa lũ lịch sử. Sau kết thúc một cái giai đoạn của El Nino thì cái xu thế chung đang chuyển sang cái giai đoạn của La Nina, thì cái quy luật chung của những cái những năm tương tự như vậy thì thường là cái mưa lũ nó có cái gia tăng. Thì cái này cũng đã được chúng ta dự báo từ đầu năm, tức là vào dịp cuối năm khi bắt đầu nó chuyển từ pha El Nino sang La Nina thì cái mưa lũ nó sẽ tăng lên. Tất nhiên là năm nay thì cũng có những cái đặc biệt là bên cạnh cái quy luật chung đấy thì dưới tác động của các cái đợt không khí lạnh kết hợp với lại gió nam ở đông nam từ biển vào thì nó kết hợp nó tạo ra những cái trận mưa là tương đối là lớn. Có thể nói đấy cũng là một cái khá bất thường về mặt thiên tai thời tiết. Mặc dù diễn biến thời tiết ngày càng trở nên thất thường và cực đoan hơn, tuy nhiên cũng có thể thấy công tác ứng phó ở địa phương còn chậm, phụ thuộc nhiều vào tình hình thời tiết thực tế mà không có sự phòng bị. Điều này cũng dễ hiểu khi công tác dự báo mưa hiện nay của nước ta còn rất nhiều bất cập và chỉ dừng ở mức chung chung, thiếu chi tiết.
chúng ta đều biết rằng là lũ quét xảy ra trong thời gian rất ngắn, chỉ vài ba tiếng có thể xảy ra. Cho nên là trong vài ba tiếng đó, nếu chúng ta có được cái bản đồ mưa trong vài ba tiếng tới thì chúng ta có thể cảnh báo chính xác được cái việc lũ quét và sạt lở đất. Tuy nhiên bây giờ đang là vấn đề về cái cảnh báo mưa, cái bản đồ dự báo mưa trong thời gian cực ngắn đó. Hiện nay chúng ta một số công nghệ trên thế giới đã có nhưng mà chúng ta chưa có công nghệ đó, đặc biệt là công nghệ về radar thời tiết. 10.000 hecta lúa bị ngập và hư hỏng, 3.000 hecta hoa màu thiệt hại, 72.000 chậu hoa cảnh cho Tết bị lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề. Lũ chồng lũ khiến khó khăn của người dân miền Trung thêm chồng chất. Người dân nơi đây đang rất cần những hỗ trợ thực tế để khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Đoàn rác coi trên bãi tính nên đem lương thực thực phẩm để cứu trợ cho nhân dân các cái vùng bị cô lập ở Tuy Phước. Chúng tôi cũng làm hết sức hết mình để góp phần cùng các cấp các ngành quyết không để cho người dân nào bị đói và khát. Hiện tại nước đã rút, tạm thời rút xuống khoảng cỡ nửa mét, nhưng mà vẫn là nhiều vùng, gần như các vùng đa phần là người dân không có đi lại bằng đơn giản được, bằng các phương tiện là các xe vận tải, nên là rất hiện nay đời sống một số dân là cũng tương đối là khó khăn. Sau lũ, công tác cứu trợ cũng còn nhiều bất cập. Cùng ở vùng lũ, nhưng người thì được hỗ trợ nhiều, người thì không có gì. Trong đó, vụ trưởng thôn thu lại quà để chia công bằng cho mọi người ở Quảng Bình là một ví dụ. Hồi đưa cho 55 rồi, cái anh em bố đây đưa cho ba 55, dụ ba nổi cất đi, mất đi. Nổi tưng đi, đi ra đi, rồi là khi nữ... cách 10 ngày là thôn lại là thu lại 45, mới cho 315. Thì răng là họ đi lại rồi. Họ đưa lại 45 này rồi, là vô 500 rồi đó. Trong vấn đề phân hàng thì cũng có những cái sai sót nhất định. Thì trước hết là thay mặt cho ban lãnh đạo trong thôn là xin lỗi bà con. Và cũng mong bà con là hiểu để là tạo một cái điều kiện cho anh em tiếp tục thực hiện theo nhiệm vụ tháo hàng cho bà con tận tay. Cứ sau đợt mưa lũ lại có nhiều đoàn cứu trợ đưa hàng đến cho bà con. Tuy nhiên, đa số các đoàn đều đến rất đột xuất. Thậm chí có trường hợp đang đêm nghe đoàn cứu trợ gọi đề nghị thôn lên danh sách để sáng mai đoàn cứu trợ đến trao quà. Do thông báo quá trễ, quá gấp gáp nên trưởng thôn không đủ thời gian họp dân xin ý kiến mà chỉ có thể tự chọn mấy chục người để đứng ra nhận quà. Thế là có trường hợp người cùng mức thiệt hại nhưng không có trong danh sách nhận quà. Cái khó khi đi cứu trợ là chính quyền bị động về thông tin, còn các nhà hảo tâm lại đòi hỏi khắt khe về lựa chọn tiêu chí nên thường chỉ tập trung vào những hộ nghèo nhất. Hiện tại chính quyền địa phương đã có văn bản chỉ đạo cho các xã phường trên địa bàn. Và đặc biệt là yêu cầu các cái tổ chức cứu trợ khi đến địa phương thì làm nhiệm vụ cứu trợ thì cần thông báo cho địa phương biết để có cái cử người để mà đưa đến các cái nơi mà các đối tượng mà họ cần cứu trợ. Thứ hai là chỉ đạo hướng dẫn cho tổ chức cứu trợ các địa phương cơ sở là thực hiện đúng quy trình trong cứu trợ một cách công bằng, dân chủ và công khai. Để thực hiện một chuyến cứu trợ có hiệu quả, cần phải có sự phối hợp tốt cả từ phía người đi cứu trợ cùng với người làm cầu nối và người nhận cứu trợ. Trước hết, chính quyền từ xã đến huyện cần chủ động lập và đưa danh sách các hộ bị thiệt hại, mức độ thiệt hại lên các trang thông tin của địa phương để các nhà hảo tâm biết. Còn người cứu trợ nếu chỉ cứu trợ cho một số hộ thì cũng nên đi về tận nơi để xem xét cụ thể những trường hợp muốn tặng. Thực tế, việc cứu trợ trong những ngày qua cho thấy rất nhiều đoàn cứu trợ bỏ qua việc liên hệ với cơ quan mặt trận tổ quốc địa phương khi về cứu trợ. Việc này có thể do người tài trợ muốn tự tay trao quà đến người dân. Tuy nhiên, điều này có mặt trái là các đoàn từ thiện sẽ rất hạn chế về việc nắm bắt thông tin thiệt hại của từng người, từng thôn, từng xã, dẫn đến trường hợp có nơi hàng chục đoàn cứu trợ về, nhưng có nơi lại chỉ được lưa thưa vài đoàn. Để hạn chế những sự cố không mong muốn như vừa qua, điều cần làm nhất là phải thống nhất việc cứu trợ về một đầu mối và các nguồn tiền, hàng hóa khi về địa phương sẽ phải qua đầu mối chung này.
Với truyền thống lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, sau mỗi đợt mưa lũ, những tấm lòng vẫn luôn hướng về miền Trung để cùng chung tay gắng sức hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.